giờ anh Tuấn sẽ hướng dẫn làm cái khung bao nha. Dạ. Dạ. Rồi, việc đầu tiên chúng ta đi đo cánh cửa. Rồi, mình tiến hành việc đầu tiên là đo cánh cửa. Đây, cái cánh cửa là 2m, 2m25 ly nè. 2m25 ly. Nó khoảng chừng 3 ly thôi, nhưng mà mình tính 5 ly, nhưng mà mình nhớ 2 ly đó, mình trừ ra được rồi. Dạ. Còn cái bộ khung của chung vô á, là trước khi mình cắt á, là bây giờ muốn cắt cho lẹ là mình nhìn cái đầu trước đi. Mình nhìn cái phần này có nó bằng trước hết không? Chỉnh cho cái phần nẹp nó bằng với nhau ấy. Coi nó bằng với cái khung chưa? Dạ. Nếu nó bằng cái đầu rồi mình nhìn cái chân nó nào không chưa là tất nhiên là nó... Nếu nó bằng luôn thì là nó cắt là một lọt. Dạ. Ha. Là nó cắt một lọt nó là bằng nhau nè, chứ lại khung là bằng nhau rồi. Bây giờ mình đo hai cái khung này. Cái khung này là 2m08 5 ly. 2m2 8 5 ly nè. Dạ. Coi cái này nó có bằng vô nhau luôn không? Rồi 5 ly luôn, hai cái này là bằng nhau nè. Dạ. Chiều cao hai khung này bằng nhau. Để cái này là chủ yếu mình lấy cỡ đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình tháo nẹp ra. Dạ. Dạ, cái khung là đi một bộ rồi đó. Dạ. Rồi, sắp xuống. Mà tính cho nó là khỏi lộn á, mình phải tính nhẩm trong đầu. Bây giờ mình đo cánh cửa hồi nãy là 2m25 là mình nhẩm này cái. Dạ. Là tính diện tích của cánh cửa trước thôi nha. Còn cái khung bao này là cái bản 4 phân. Dạ. Là mình cộng thêm 4 phân với 1 phân đường hở nữa là 5 phân. 5 phân là 5 ga là 2m25 3 ly. Đúng rồi, cứ làm tới vậy đó. Đó, nhẩm nhẩm vậy. Thấy không? Dạ. Là cái điểm cắt mình nằm ngay đây. Dạ. Điểm cắt mình ngay đây là hai cái này là nó bằng chiều vào nó bằng nhau rồi. Dạ. Yeah. Cái máy này mình có cái cử ở đây. Có cái cử. Thế vậy là cái cửa này phải nắm được là cái nào 4 phân, cái nào 5 phân. Đúng rồi. Yeah. Mình phải đo trước hết. Đó, bây giờ cái cử này mình cầm cái cử vô. Để ngay cái này thì mình mới đánh dấu cái điểm cắt. Anh thấy đây, đây cái dấu đây. Dạ. Thì cái cử mình đây. Nhìn theo cái lưỡi dao. Nhìn là mình theo cái ngay... lưỡi dao. Để bật cái đèn lên cho dễ quay nè. Đây. Đó, cái đầu là cặp cái cử vô rồi, siết ốc cử lại hết ha. Siết cứng ốc cử. Và mắc điện luôn. Rồi, máy cắt này mình sẽ có cái cử này. Đó. Đó. Bây giờ cặp vô ngay cái đường mực của mình làm dấu ha. Rồi. Rồi, cứ một cử đó mình sẽ cắt hết. Khung và nẹp đây. Còn lại. Dạ, nhưng mà ban đầu mình kiểm tra là hai cái khung nó giống nhau hết thì mới làm được. Nẹp này cũng vậy luôn. Dạ. Yeah. Tránh cái trường hợp mà nẹp mà mình cắt hai lần nha. Mình cắt cái nào là mình bỏ qua đây, cái chưa cắt là nằm ở đây. Dạ. Chứ mình bỏ chân là hồi một cây mình cắt hai lần thì nó sẽ khủng của người ta. Dạ. Yeah. Mà cái cửa này bây giờ hiện giờ nếu mà cái cửa phòng á, mặt trong mặt ngoài bằng nhau thì mình cắt hết luôn bốn cái này. Dạ. Còn bây giờ là cái cửa vệ sinh mặt trong nó khác hơn mặt ngoài thì lấy hai một cái mặt ngoài mình bỏ riêng đi. Mặt ngoài anh bỏ riêng. Mình cắt hai mặt trong đi sau cái khung bao của cái cửa mình. Dạ. Cái này cũng là đối với trường hợp bộ cửa nhà vệ sinh là mình làm theo cốt nền trong chứ không phải làm theo cốt đá. Có nghĩa là làm theo cốt đá có những cái là cốt đá lồi lên trên luôn là mình phải giữ lại. Nếu mà cửa phòng là mình cắt luôn hai này luôn. Dạ. Tại cửa phòng mặt trong mặt ngoài nó bằng nhau mình cắt luôn hai này luôn. Đúng rồi. Đúng luôn. Còn bây giờ cái mặt ngoài nó cao hơn thì hồi mày mình cắt rồi tại mình đo mình cắt lại nên nó nặng nữa nó cũng mất thời gian. Dạ. Cho đó cái để đó. Đó cái này để luôn quay. Dạ. Rồi giống như cái máy vậy. Dạ. Rồi.
Vít đó, loại vít máy thì được anh? Vít này vít 5, vít 6 là xài được rồi. Dạ. Nhưng mà cái con này là mình bắt sau, mình để đi. Bắt rồi mình bắt con ốc 3 phân trước. Mình bắt ốc 3 phân trước. Cho nó dễ vô. Mình kiểu mình nhá để giấu hả? Không, mình bắt luôn cho bắt nó luôn. Đây cho nó chạy. Đây là hai con tàu. Mình để là mình bắt con dưới trước mà ở trên này nó hơi kéo dưới tại nó. Dạ. Sao cho nó bằng cái mặt này thôi. Hai cái đường này cho nó bằng nè. Mình lo giáp mí cái ở dưới trước. Đấy, bắt con ốc là ốc dưới trước. Không, hai cái mí này nó bằng nhau. Dạ. Nhìn luôn cái mặt trong này thấy nó bằng nhau là được. Dạ. Đang để ngược đầu. À, đúng rồi. Còn với ngược đầu mình phải kiểm tra là cái này. Đó. Với cái thanh chặn này theo cái bảng của nó nha, theo hướng cùng nhau, lấy hai cái dầu mình kẹp lại cho nó chạy để cho nó bằng nhau này. Dạ. Nếu mà canh bắt con này á thì mình hỏi dưới đây nó sẽ kéo bắt con dưới trước. Dạ. Chạy con dưới khó canh hơn, mình canh con dưới trước cho hai miếng giáp mí, hai cái này dưới là bằng nhau là được. Dạ. Đầu tiên mình bắt con ba phân trước rồi bắt cho nó dính vô đi. Dạ. Rồi tới con trên mình sửa lại. Để cái này lại. Đó, ngay rồi nè. Ngay dạ. Ngay kia hết rồi. Chạy hai cái dầu rồi. Hai cái đầu gói mình giữ rồi để cho chạy. Dạ. Rồi, mình bắt gì giờ nó hết chạy nè. Sao mình xài có cái con ốc này. Xài tới ngóc 5 hoặc ốc 6 như đều được. Mà mình bắt là căng theo cái ngàm trong của nó nè. Dạ. Nè, quay bên đây nè. Cái ngàm trong là tới cái mí giữ nè. Cái mí này là nó có thịt nha. Đó, thấy không? Là mình bắt con ốc này nằm xích xuống này ngay cái mí đó luôn. Dạ. Ngay cái mí nó mới thịt nó mới cứng được. Thì con ốc này mình đưa vô mình không có để khéo liền mà mình để ngay vô. Để ngay vô lấy con ốc nó ăn vô trước cái đã. Đó, rồi mới để nghiêng qua. Để nghiêng qua. Dịnh con ốc lại để nghiêng qua. Mình bắt nó mới vô. Đó, xong tới con dưới. Dạ. Thành cũng làm như vậy luôn. Thì con dưới hôm nay con trên này mình nhắm từ đây xuống này là ngay thịt nó rồi. Dạ. Khoảng mấy phân đó mình tùy theo cái khoảng của mình đón thôi. Rồi dạ. Cái này cũng vậy luôn. Dính rồi cái rồi mình nghiêng lại liền. Dạ. Nhưng mà thắt bắt vô con dít thấy nặng tay á là nó mới vô thịt là mới chiếc tiếp nha. Dạ. Còn mà thấy lỏng á là bỏ. Dạ. Là bỏ lấy lỗ khác. Đây này. Cái ý của anh Tuấn á là khi mình bỏ qua cái phần này, bỏ qua cái phần rỗng này, mình sẽ bắt ở trong đây và bắt xéo thì nó sẽ qua cái xuyên qua và nó nối hai cái với nhau. Nhớ là bắt xéo nha, chứ bắt thẳng là nó lọt vô khe, nó lọt vô cái trong cái lỗ này nó sẽ không dính. Rồi bên này cũng tương tự như vậy, rồi mình sẽ bắt con ốc ngắn trước ba phần phía bên ngoài. Là hiện giờ là mình bắt lỡ cái tay lúc mà bên cao bên thấp nè, phải không? Yeah. Mình vẫn đưa con này vô nhưng mà bắt cho nó dính nhẹ thôi, đừng có cho nó quým lên cái này, rất nhẹ thôi. Yeah. Rồi mình mở ngóc này nhẹ ra. Yeah. Đó, rồi mình đè cái đầu gối xuống là nó bằng lại rồi. Tiếp con này cố định. Rồi tiếp con dưới lại thì nó trả lại vị trí cũ thôi, rồi nó bằng lại luôn. Nếu nhỡ như mà nó bị chênh với nhau một xíu á, thì giống như anh Tuấn nói là mình sẽ nhãn ốc ở dưới ra một chút thôi. Trong khi đó là cái ốc trên mình đã bắn vào được dính một xíu rồi nha. Rồi, cố định ốc trên rồi cố định luôn ốc dưới là được. Cái này thì cũng theo quy tắc là cứ phải bắt xiên. Đầu tiên là bắt thẳng xong rồi bẻ xiên đó là cho nó dính những cái ngàm này với nhau. Rồi đó, vậy là cứng rồi nè, lắc nó còn cứng dính thế nào. Dạ. Rồi ok. Một số anh em là người ta chấm keo chấm sắt. Dạ. Nhưng mà chấm keo sắt ở đây mình thấy nó dính ít, thật sự nó thấm xuống tới dưới rồi. Dạ. Nó có thể đội ra nữa, nó khô nó đội ra nữa. Không, dạ. Nó thấm tới dưới là một là mình lót giấy thì nó dính giấy. Dạ. Không thôi là dính ba cái dơ thì kia nọ vô cái mặt này một hồi mình xử lý nó không ra. Dạ. Dựng khung cũng phải dựng đều tay chứ không có đó, dựng xéo. Đúng rồi. Nó bị dẹo khung mà sau này chỉnh rất là khó. Cái đầu nhọn nè, chúi xuống. Cái đầu nhọn là chúi xuống để mình chổng ngược cái cây nẹt lên trên để chỉnh. Cái bên nào, cái chiều bên nào làm để
lên đó, dạ. Đánh dấu vô. Đó, theo đúng cái mép ở trên này. Đúng rồi. Mình sẽ kẻ một đường qua lấy dấu. Lấy dấu qua đó. Cái phần phía trên đó là sẽ là phần bỏ. Đó, bên này cũng vậy luôn. Rồi, bên kia cũng vậy. Cái đầu nhọn xuống dưới nha. Rồi, ở trên lấy dấu. Tính từ cái chỗ lấy dấu á là mình sẽ bỏ đi tới phần đuôi nẹp nha. Còn cái đầu nẹp là đầu nhọn đó là luôn luôn giữ lại. Hướng dẫn luôn. Rồi, giờ đưa cái nẹp này vô cái ngàm của sinh dung, bây giờ là đưa ngàm vô nó cắn nè. Đưa ngàm vô là bị cắn cái chỗ này. Đúng rồi. Mà trước khi làm dấu cái chỗ này để quét á. Dạ. Là mình đo cái chiều cao cắt trước đi. Cho nó bằng đầu chiều cao trước. Đo chiều cao cắt. Đúng rồi, cắt cái nẹp đó bằng chiều cao trước đi rồi nhá vô thấy bằng cái đầu rồi nó làm dấu chỗ này. Dạ. Làm dấu là trên, làm dấu dưới. Cái chỗ mà bị cắn á. Chỗ cắn làm dấu hết. Dạ. Đo ra từ trong cái đó ra tới cái ngàm cửa của mình, cái ngàm nẹp. Cái ngàm nẹp là cái khe mà mình đúng rồi, cái khe mặt ngoài nè. Đó, là đo ra. Đây là 4 phân. Cái mặt ngoài là cái mép bên này ha. Đúng rồi, cái mép màu đỏ nè. Cái màu đỏ. Dạ. Đúng rồi, nó đỏ nè. Đầu trên là 4 phân. Đúng rồi. Dạ. Đây đầu trên 4 phân. Đầu dưới nó là 3 phân 8. 3 phân 8. 4 phần 38 mình sẽ cắt như nó luôn để cho nó âm sát luôn. Đây là đầu trên nè, mình đo là từ cái mí này, là theo cái mí này mình đo từ mí này ra. Yeah. Thì mình lấy từ mí này vô. Yeah. 4 phần giao phía dưới là 38. Yeah. Rồi cái đường này lấy nước kẻ lại cắt bỏ cái khúc này. Yeah. Đây là làm dấu 4 phân. Phía đầu trên xuống nè, 4 phân nè, làm dấu rồi nè. Đây là 3 phân 8 mà. 3 phân 8. Làm dấu rồi luôn rồi. Là kẻ từ trên 4 phân xuống 3 phân 8. Cái đường dấu hồi nãy mình đánh dấu từ trong ngay ra nè. Dạ, đó là phần bỏ. Đúng rồi. Là cái phần này là bỏ nè. Dạ. Còn nếu là cái mặt tiền phía ngoài á, cái mặt tiền phía ngoài là phải cho chính xác. Để tới cái cao hơn này. Đó. Đó là mặt này. Cái thùng bèo. Mấy cái phòng dư này nó nói là hai đám mẹt vô nha. Phòng thư, phòng dư nhớ tháo ra. Rồi dấu cắt cái nằm đây. Cửa vào chưa? Đó rồi. Chà, căng vậy. Gửi vào rồi hả? Bây giờ bạn còn kẹt mấy bên nhớ là cái vị trí từ ở trên này là mình phải làm kỹ trước. Có gì đấy, chúng ta điện chiều cao là phải đủ trước. Để rồi, sắp xếp cái phần bị cấm. Quận 7 ở đâu? Trên này nè. Chấm theo cái nẹp trên. Đó, muốn chấm là cái đầu này mình phải sạch nè.
Cái đầu phải sạch, không được tưa cái đầu nè. Vuốt sạch cái đầu đó nhọn. Nó không thôi, nếu mà nó dơ quá thì cắt ngang bớt, ngắn bớt. Để cái mũi cho nó sát cái trong này luôn. Giữ lại rồi bóp nhẹ thôi. Bóp nhẹ nhìn cái giọt, nhìn cái giọt keo nó đi ra. Nó vừa thấm tới đó là mình chậm nhẹ thôi, nhìn, nhìn cái giọt keo trong trong ống nó đi ra đó, rồi mình nhắm theo cái đó. Đó là mình bóp nhẹ là keo nó sẽ lan ra theo cái kẽ. Còn nếu bóp mạnh á là nó không lan ra mà nó chảy xuống. Dạ. Đó, bên đây cũng vậy luôn, thấy cái đẹp ngay rồi là mình bóp nhẹ ra. Giữ cái đường keo mình cho nó đi chậm thôi. Nhớ ý là đẹp ngay rồi mình mới làm, mình nhớ sạch cái đầu keo, cái đầu bình keo. Nó là nó chắc không bị lan ra ngoài. Còn dọc thì mình cứ thả chảy cho nó theo mép thôi, từ từ thôi chứ không có được bóp mạnh. Còn cái đường thẳng này thì cứ đưa ke vô. Dạ. Dẫu sát vô hết rồi chấm nhẹ cho tổng ra là ok. Dạ. Luôn kẻ này luôn. À, cửa màu trắng là dặm hết tất cả các đường dắp mí với nhau. À, ví dụ như ở đây cái nẹp với cái khung là dắp mí là dặm. Ủa, cái khung ví dụ như nó có cái thanh thanh trắng này nè. Mình có nếu mà tại vì cửa màu trắng á, cái màu khác thì nhìn không thấy cái kẻ màu đen này lậu. Còn cửa màu trắng á là nó vô thích cỡ nào thích cũng đều thấy cái kẻ màu đen hết. Dạ. Do đó mình phải dặm hết này. Rồi các vị trí góc ở trên kia nữa.